thầy. Em kính thưa đại tỷ, dì huynh, dì nhi và cả nhà, con xin phép đọc về tử quy ạ. Đạo làm con, thánh nhân dạy, trước hiếu thuận, sau cẩn tính, thương mọi người, kết bạn tốt, lại nỗ lực học tập thêm. Một, con hiếu thảo, cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ sai không biến trễ, cha mẹ dạy nghe theo làm, cha mẹ trách vui nhận lỗi, đông ủ ấm, hà quạt mát, sáng hỏi thăm, chiều báo an, đi phải thưa, về phải trình, sống làm việc theo quy tắc. Việc tuy nhỏ không tự làm, tự tiện làm lỗi đào con. Việc tuy vật tuy nhỏ không tự lấy, tự tiện lấy cha mẹ buồn, cha mẹ thích tận lực làm, cha mẹ ghét mau trừ bỏ. Thân đau bệnh cha mẹ lo, đạo đức kém cha mẹ thèm, cha mẹ thương dễ hiếu thuận, cha mẹ ghét hiếu vẫn tròn. Cha mẹ sai khuyên sửa đổi, mặt tươi vui lời êm dịu, khuyên không được tìm cách khác, đến phải khóc đánh chẳng than. Cha mẹ bệnh nếm thiếp thuốc trước, ngày đêm chăm không rời khỏi, tan ba năm ơn thường nhớ, sống tiết độ rượu thịt không, tan theo lễ cũng chỉ thành, với người mất như vẫn còn. Hai, anh em hòa, anh thương em kính anh em hòa, hiếu thảo sanh, tiền xem nhẹ không sanh oán, lời nhìn nhường oán tự tan. Việc ăn uống đi và ngồi, người lớn trước người nhỏ sau, người lớn gọi giúp gọi mau, không người nào mình giúp trước. Gọi người lớn chớ gọi tên, với người lớn không khoe tài, gặp người lớn mau đến chào. Người chưa hỏi kính đứng sau, nên xuống ngựa phải xuống xe, cúi chào xong trăm bước tiễn. Cúi chào xong trăm bước tiễn, người lớn đứng trẻ chớ ngồi, người lớn ngồi bảo ngồi theo. Với người lớn nói vừa nghe, nói nhỏ quá không nên nghe. Tiếng phải nhanh, lùi phải chậm, hỏi mới nói chớ láo luyên. Kính chú bác giống cha mẹ, anh chị em từ ruột rà. Ba, sống cẩn thận, sáng dậy sớm chớ thức khuya, kẻ về già ngồi tiếc nuối. Sáng đánh răng lại rửa mặt, vệ sinh xong tay rửa sạch, mũ đùi ngay, áo gài kỹ, mang giày vớ buộc chặt dây, mũ và áo bỏ đúng nơi chớ vất bừa, kẻo bẩn dơ. Quần áo sạch chớ xa hoa, hợp với thân tùy hoàn cảnh. Ăn với uống chớ kén chọn, ăn vừa no nhiều quá mệt. Tuổi còn nhỏ chớ rượu bia, uống say rồi xấu nò kia. Đi thông thả đứng thẳng ngay, cúi vái chào tâm thành kính. Không đạp ngạch, không dựa nghiêng, không ngồi duỗi, không rung đùi. Vén màn cửa không gây tiếng, chỗ góc cạnh tránh đập va. Bưng vật rỗng như vật đầy, vào phòng trống như có người. Tránh làm gấp, gấp dễ sai, không ngại khó chớ qua loa. Chỗ tranh cãi chớ lân la, chuyện tà mị chớ hỏi qua. Sắp vào nhà hỏi có ai, vào trong phòng phải lên tiếng. Nếu người hỏi phải xưng tên, chớ xưng tôi kẻ chẳng rõ. Dùng đồ người phải hỏi trước, nếu không hỏi thành trộm thôi. Mượn đồ dùng hoàn đúng hẹn, sao mượn lại dễ mượn thôi.
4. Sống uy tín, lời nói ra, tính làm đầu, lừa và dối không nên đâu. Nói nhiều lời không bằng ít, nói thật thà, không nịnh hót, lời xảo trá, tiếng thô tục, thói cô đồ đều phải bỏ. Việc chưa rõ chớ vội nêu, hiểu chưa tường đừng vội nói. Việc chưa đúng chớ vội nhận, kẻ nhận rồi liền khó xử. Kẻ nhận rồi liền khó xử. Lúc nói chuyện chậm rõ ràng, tránh mơ hồ, không hấp tấp. Người nói đúng, kẻ nói sai, chớ thầy lây vào can dự. Gặp người tốt, học tập theo, dù kém xa, liền theo kịp. Gặp người xấu, nhìn lại mình, có liền sửa, không thì tránh. Tài và đức, học và làm, không bằng người tự cố lên. Việc ăn uống cùng quần áo, có thua người cũng không buồn. Chê vội giận, khen liền vui, bạn xấu tới, bạn tốt lui. Nghe khen sợ, nghe chê vui, nhiều người tốt đến chơi cùng. Vô ý phạm gọi là sai, cố tình làm thành ra ác. Sai vội sửa liền dần hết, cố giấu che càng thêm nặng. 5. Thương mọi người, hễ là người đều thương yêu, cùng bầu trời chung quả đất. Người hành cao danh từ cao, người ta trọng không vì tướng. Người tài cao danh vọng lớn, người ta phục không vì khoác. Giúp được người không ích kỷ, người khác giỏi chớ tỳ hiềm. Giàu không nịnh, nghèo không khinh, cũ đừng chê, mới đừng mê. Người đang bận chớ quấy rầy, người không an tránh phiền nhiễu. Khuyết điểm người không soi mói, chuyện riêng tư tuyệt đừng nói. Khen làm lành là điều tốt, người ta biết cố gắng thêm. Nói xấu người là việc ác, người ta ghét hòa tránh đau. Cùng khuyên thiện rèn đạo đức, lỗ không khuyên đôi bên thiệt. Cho và nhận đều rõ ràng, thà cho nhiều nhận về ít. Nhờ vả người tự hỏi trước mình không muốn, đừng buộc người. Ân phải trả, oán phải quên. Ân oán bỏ qua, ân nhớ mãi. Đối người làm phải đoan chánh, tuy đoan chánh nhưng hiền hòa. Cày quyền thế người không phục, dùng đạo lý họ phục ngay. 6. Kết bạn tốt, đều là người có tốt xấu. Phàm phu nhiều, người hiền hiếm. Người đất hạnh, mọi người kính. Nói thật thà, không nịnh hót. Được thân cận, lời vô cùng. Đức tốt tăng, lỗi dần giảm. Không chiều gần, nhiều điều hại. Tiểu nhân đến, trăm sự bài. 7. Học tập thêm, không thực hành, chỉ lý thuyết thành nói suông. Sao nên người chỉ thực hành, không lý thuyết, chỉ ấy riêng sai nào biết. Khi đọc sách phải tập trung, tâm mắt miệng chớ buông lung. Đọc sách nào đọc cho xong, chớ để lòng tìm sách khác. Thời gian dài lại cố gắng, trình độ có khó cũng thông. Có vấn đề liền ghi xuống, gặp người hỏi hiểu thông luôn. Phòng phải yên, tường phải sạch, bàn ghế gọn, bút mực ngay. Thỏi mực nghiêng, tâm không trắng, chữ viết lệch, tâm chẳng yên. Xếp sách vở, bỏ đúng chỗ. Đọc sách xong, bỏ chỗ cũ. Có việc gấp, cất cẩn thận. Sách hư rách, dán sửa ngay.
sách nhảm nhí không nên đọc, hại thông minh, hư tâm trí. Đừng nóng vội, chớ thối lui, thánh hiền nhân liền sẽ đạt. Dạ con đã đọc xong rồi. Ha ha ha,